Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại channel của Thảo Mỹ Linh. Mỹ Linh xin chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và thành công việc. Tiếp theo cái chương trình ngày hôm nay thì cháu Linh sẽ đưa tất cả các bác anh chị quay trở lại nhà của bé Nô một chân. Và hôm nay thì cháu Linh vào trong này để xem kiểm tra cái tiến độ nhà của bé Nô là đang làm gì rồi. Xem là gia đình đã vận chuyển vật liệu xong chưa. Hiện tại thì cháu Linh cũng đang thấy đây thì là hiện tại là gia đình vẫn chưa chở vật liệu xong. Có nghĩa là chắc là hôm trước là mới chở là gạch xi với khả năng là hai xe cát thôi, còn hai xe bột đá thôi. Hiện tại thì hai xe bột đá đây chắc khả năng là rơi vào tầm khoảng 4 xe thì vẫn chưa vận chuyển xong, chắc là ở phía dưới là hiện tại là không có chỗ để. Thì bây giờ mời tất cả các bác cùng với cả cháu Linh đi xuống nhà của bé Nô. Bây giờ thì cháu Linh đang gọi điện cho gia đình của bé Nô lên để hộ Mỹ Linh khênh cái bao tải của một cô ở dưới Hà Nội tên là cô Huyền. Có gửi cho gia đình nhà bé Nô là một bao tải quần áo cũ thì Mỹ Linh cũng mang vào đây rồi. Thì bây giờ Mỹ Linh phải gọi điện cho bố của Mỹ Nô lên thì mới vác được quần áo cho Mỹ Linh. Và mời tất cả các bác cùng với cháu Linh đi vào trong nhà của bé Nô nhé. Xin chào hai bố con nhá. Nô lại lên à? Xin chào nhá. Bảo ở nhà cơ mà. Thế hôm nay lại đi chân giả à? Cháu thiệt các cháu khâu giả rồi. Thế có đau chân không? Bố mót à? Chỉ mòn đầu rồi. Thế chiều nay là đừng nghỉ học đúng không? Anh. Đấy thì các bác ạ, thì Mino là chiều nay thì là Mino cũng vừa được nghỉ học. Thế là hôm nay anh Lúa có đi đón không? Thế. Sao mặt anh Lúa lại làm sao đây? Ui ôi. Đỏ rồi. Ơi chân đỏ. Đỏ à, nó xe lụa là phẩm mua xe đỏ. À, bị ngã xe các bác. Hôm nọ là bố của Nô là đi đi xuống kia mua đồ không về ngã đúng không? Đò là thế có bị nặng quá không? Bữa nha hơn rồi. Đò trò quá mà trò cỏ cỏ chỉ lòn chang. May là còn không vào mắt đấy, ha, trong là chỉ trò con mùa đấy. Nãy ai ai giờ chiều mùa hậu nói bàn ăn cỏ giờ sầu sầu cho qua mái à, trò lo à mùa. Cả cứ đè à thì cả cứ đè mua ăn cỏ lúc tao muốn gì nó cả. Thì các bác cũng biết là tại vì cái tuyến đường này ấy, nó đang sửa lại. Giống như hôm trước thì các bác cũng được xem Mỹ Linh với cả Phê Phang cũng dùng thuê cả máy xúc đến thì mới xúc được cái tuyến đường đất kia thì với chở vật liệu vào đây được. Như hiện tại các bác thấy cháu Linh đứng đây là cũng vực sâu thăm thẳm đây. Đây nếu mà giả dụ bước nhầm một cái là tôi cũng xuống. Thôi bây giờ đi xuống nhà nhỉ, xem gia đình làm nhà thế nào rồi. Thế gia đình dỡ nhà mấy ngày nay mưa thế có bị dính mưa không? Ở bên nông thì trầu nào bật đầu. Là lò lô, tớ bên hông là lò lô à. Bố của Nô bảo mấy hôm nay mưa to, thế có gia đình có bị ướt không? Bùa mà đút thế mà. Mà chè vô cô này. Có nghe chè bạt, thế này vẫn bị ướt các bác. Nhi nhi, thế cái kho ở bó dê nhân đỏ y trong mùa đó. Kho bể cứ chè. Ừ. Bể chỉ tớ nó nì với hả chỉ trồng lại chỉ tớ tô trầu á, chỉ trồng lại chỉ nhỏ ít thông. Là hai chỉ nhỏ hâu rồi? Nì, hai chỉ nhỏ hâu chỉ tăng tí. Mà mua này nhỏ rồi? Có nghĩa là hiện tại thì ở chỗ nhà của bé Nô đây là có các anh em hàng xóm là sang giúp đỡ là cào những cái viên đá kia, còn những cái tảng đá to là phải cần dùng máy để banh nó ra thì ví ra được. Nhưng mà hiện tại là cái đội mà thuê máy đấy thì nó cứ bảo ngày này qua ngày kia nó chưa làm. Thì Mỹ Linh cũng giục anh Lúa là phải, nếu mà đội đấy không làm thì đi thuê đội khác làm cũng được các bác. Thôi bây giờ thì bây giờ xuống đấy đi, xong rồi nhấc cái này đi, anh Lúa nhấc được không? Anh Lúa hộ em nhấc cái này. Chắc là em phải bỏ những cái bao gạo này ra thì anh mới nhấc được, không nặng lắm.
thêm một chữ. Thêm một cái chữ. Chữ à? Đâu thế về thứ nào? Thứ nào? Thứ nhất nào? Anh nhớ đi. Nhà. Đâu các nhà cô xuống là tàu. Đây là quần áo của chị cô Huyền Phạm ở Hà Nội gửi cho gia đình, gửi cho bé Nô. Nặng đúng không? Nha đúng không? Đây đó, bị mắc đúng không? Nhấc lên, cẩn thận vào mắt nhá, chứ gì cắt đó luôn, không muốn đấy. Đâu xem. À đây, đấy, nó bị chui rồi. Nhấc luôn. Ở trong đấy hình như có một bao gạo, một chai nước mắm hay sao. Để tí khuy xuống dưới kia là khuy ra cho gia đình. Đi ăn đồ. Nô đi thì thế có đau chân không? Bố mất tờ. Chỉ mơ nào là mình thì cứ sợ là bé Nô đi cái chân này nó dễ bị đau các bác. Đấy các bác nhìn cái chân của bé Nô đi này. Đấy, tại vì cái địa hình nó không được bằng phẳng ấy, thế nên là em đi lại cũng rất là vất vả. Nhiều khi là chỉ mong là em được hạ sơn đi xuống những cái mảnh đất nó bằng phẳng hơn, thì em đi lại nó sẽ thuận tiện hơn. Nói chung là đi lại thì cái chân nó sẽ không bị cong nhiều nữa, không bị ảnh hưởng bởi cái địa hình nó dốc này, với nó nhiều ổ gà. Bố Nô mệt thì bảo đổ nhá. Đấy các bác xem cung đường này. Hôm nay thì trời bắt đầu tạnh, sáng nay trời vẫn còn mưa đó. Không biết là mấy ngày nay lạnh nữa, xong là gia đình bé Nô thì là ngủ ngoài bạt kia chắc khả năng lạnh lắm các bác. Thương cái em nhỏ của em của bé Nô. Đấy đường này làm xong cái đi lại đó dễ dàng hơn đúng không anh Lúa? Mà đường này làm xong rồi đi lại nó dễ dàng hơn nhỉ? Ua đa hát dòng mù ấy nhỉ? Lám này thì nó vận chuyển vật liệu nó xuống nó cũng dễ hơn. Ừ, tại nó mưa bây giờ đất nó mềm rồi. Đây chỗ này là rừng trúc của nhà bé Nô đây. Mấy hôm nay Nô đi học có vui không? Nô. Mấy hôm nay đi học có vui không? Ở bên ông thì cũng cần đa buổi đồng sĩ à? À vui à. Thôi đi, đi xuống nhà xem nào. Các bác thợ đang làm gì? Có một số anh em là sang giúp đập đá. Còn những cái tảng đá to kia phải dùng máy mới đập ra được. À, gia đình che như thế này các bác. Khổ chưa. Ơ nhóc chết rồi. Ơ nhóc chết rồi. Đấy các bác nhìn những cái tảng đá này nó to quá, thế này phải dùng máy với ấy được. Còn hiện tại thì các bác này cũng chỉ đập thế này thôi. Ủa ta nhìn nếm mới cho nhìn trồng thật thì trồng tờ. Ui bỏ đấy. Xếp cười ra có gì ông mới tất tiện lái xuống nhau mới chứ. Cho nhà cho các nhà cô thế à. Đây quần áo của cô Huyền gửi cho gia đình đây. Đấy các bác xem cái tảng đá này. Nên lúc này nhưng mà mà khớ rồi hay đi già đó. Khớ ta cho nó mua máy hay mua máy trong rồi. Trâu rồi. Cho nó là ngày lúc cháu tôi trâu rồi. Đấy hiện tại là sẽ các bác hàng xóm này là sẽ hộ là đào những cái này ra trước rồi mấy hôm nữa lấy máy khoan vào là bắt đầu khoan những cái tảng đá này cho nó cái đằng sau nhà của bé Nô nó sẽ rộng hơn một chút. Con đi vô khơi hết rồi. Khơi hết. À chỗ này cũng phải đào hết. Thôi mọi người cứ làm việc đi, này cứ vào hậu lửa đi. Đây chỗ này cũng phải đào hết các bác. Đấy hiện tại thì nhà bé Nô thì cả gia đình ngủ chung trên một chiếc giường này. Đấy. Bây giờ là 4 năm anh em, 4 năm cả bố mẹ nữa, cả ba đứa con nữa là ngủ chung hết trên này các bác xem. Anh Lúa ơi,
Tối ngủ này gió thổi về chả lạnh lắm à? Chua chua tôi thì no rồi. Anh Lúa bảo là lạnh thì vẫn cố ngủ thôi. Nhưng mà cố gắng bảo họ ấy thật nhanh nhé. Làm nhanh cho cái giờ đi cái giờ đâu rồi. Cái quần áo này là của cô Hiền Phạm. Ở Hà Nội cũng gửi gia đình đây, quần áo cũng vẫn còn rất là đẹp luôn các bác. Đây quần áo đẹp. Đấy gửi cho gia đình nhà bé Nô. Đấy, còn đây là gạo, mới bó chù rồi. Này bó chù rồi. Chù này. Đấy, bao gạo, nhưng còn cái gì nữa không? À, có cả giày nữa hay sao ấy. Đấy, giày này chắc Nô đeo được hay sao ấy. Nô xem nào. Giày này... Để đến Tết, để Tết đeo được. Bây giờ vẫn đeo được rồi. Đeo mang đi học đeo được. Xem trong này là cái gì. Chai nước mắm. Chai nước mắm, hết rồi. Còn đâu là toàn quần áo rồi. Nói chung là đấy, quần áo cô đế soạn cho toàn quần áo xịn rồi. Đấy, Nô xem, mặc được. Hình như còn nhìn mới. Đấy, chị Huyền gửi từ cô Huyền đấy là gửi từ Hà Nội lên. Đấy, Nô cảm ơn cô chưa? Có gửi lời cảm ơn đến cô Huyền không? Cháu cảm ơn cô Huyền. Cháu cảm ơn cô Huyền. À đấy, thì cháu Linh cũng thay mặt gia đình của bé Nô với cả anh Lúa đây là cảm ơn cô Huyền đã gửi cái phần quà này cho đến gia đình của nhà bé Nô. Thế vợ anh Lúa đâu rồi? Có điểm mới được à? À đi... Đi cho tàu rồi à? Đi hái đậu rồi nhá các bác. Đấy các bác nhìn hôm nọ anh Lúa ngã xe đây nguy hiểm quá. Bố của bé Nô đây thực sự là sợ luôn các bác. Đấy. Ôi giờ lúc phun cháy. May là mày là còn hai chỉ chó con muối. Hai chỉ chó con muối thế hai cho nên thì tào tao nó. Nên ăn mà ăn đồ tào mà lo rồi. Và tao ăn và tao chỉ muốn sao lên chỗ cha lên chỗ cha tại yếu nơi à. U phá nỉ lo ăn quả tại yếu lấy chế để ô phết em cho tào u lo. Ăn mà lo. À sau khi bố Nô ngã thì cũng có người đi đường người ta đỡ xong là rửa cái vết thương xong là bố Nô tự về thôi. Mình đón xuống nó là đón là nó không đi rồi. Tổng thống à, nó mới tòa bên tổng thống, bên tổng thống. Nên muốn đề mình chỉ yếu, thì tôi cho cái thấy khử đó nữa nhỉ? Thứ bảy thì chắc là được, có thứ bảy đúng không? Thứ bảy, bây giờ đang thứ ba, được 4 ngày à? Tập đón không? Dạ, đón không? 4 năm, 4 hôn, sợ quá các bác. Thế là vợ bế cả hai đứa con đi à? Phố hát tụi mình nhận mùa thảo tạo rồi. Ấn, Ấn tụi mình nhận nhau này à? À đây, từ mê, từ mê. À đây, ông nội trông luôn các bác. Ông nội trông em bé luôn. Đấy, đáng yêu. Quên là mua gạo đến, à mua kẹo đến cho các bé rồi. Thôi để cái thước phim sau cho Linh quay lại mua cho. Để các bác xem. Đang đập đây. Nhi trống thì chính chơi tha tha thì bốc nổ à? À, có nghĩa là bây giờ đang cố gắng là đập cái bức đá để rơi xuống đây rồi về lấy cái máy khoan về khoan từng cục bé bé này các bác. Mắc xem, nguy hiểm nhỉ. Một người đập thôi à? Ít tủ trống rồi. Một người đập à? Hay là ốp hết tủ trâu à? Ốp hết tủ trâu. À, có nghĩa là một người sẽ thay công nhau và lên đập các bác. Có nghĩa là người này lên xong là tí đến ông hay là đến cả anh Lúa đây. Đấy, thay nhau đập. Thế đập này có nguy hiểm không? Cháy bông là trâu gì đó. Chỉ cháy là. À. Ý là lấy đá để chắn rồi đúng không? Chỉ sợ là tí là cái tảng đấy mà đập được nó lại rơi xong nó đổ vào đây nguy hiểm quá. Đấy. Mệt quá, bác thợ mệt quá. Thế Nô sáng nay là đi học là bố lên đón hay là tự đi bộ về? Hả? Hôm nay là mưa là sáng cũng đi á? À, có nghĩa là hôm nay cả ngày thứ sáu nên là mình Nô nghỉ ở nhà các bác xin phép cô giáo là tại vì mưa quá không đi học được. Thì các bác cũng biết là cái tuyến đường mà mình Linh đến đây ấy thì nó cũng rất là trơn. Nếu mà trời mưa một cái là không thể đi được nữa. Mà bố của Nô, bố của bé Nô đây thì là đang hôm trước là bị ngã xe, bây giờ cũng sợ lái xe nữa. Đấy, thì mưa thì bé Nô không đi học được. Thế bố ngã xe thì có thương không?
À, chị đỏ xe bỏ luôn chị à? Lâu mà. Đấy, bảo thương bố lắm các bác. Sợ ông đấy còn sót, bảo là sợ bố bị làm sao. Về thấy cả bên mặt thì toàn máu là máu. Ghê quá. Thế hôm nay anh Linh đến đây thì chỉ biết được bố của bé Nô ngã xe ấy. Còn hôm nọ gọi điện thì bố của bé Nô cũng chả nói gì đâu. Cũng chỉ bảo là họ chưa đến. Hiện tại thì gia đình thì cũng chỉ là đang đấy, đào như cái này này. Đấy, các bác xem. Đấy, mọi người cũng không có máy ấy, thì cũng chỉ dùng bằng tay không, không đập tiếc thôi các bác. Đấy. Cũng làm rất là đơn sơ các bác. Thế còn cái xi bên này là anh lúa hơn nọ xi với ngô là anh lúa lấy cái gì che cho, mua bạt về che cho. Cho bất cứ mua chưa bạt lọ che chưa? Cho bất cứ mua trồng đại mua lại cho có vô. À thế che rồi, anh lúa mua bạt về che rồi các bác. Sợ bảo là không mua bạt che ngô đấy hỏng hết là không có gì ạ. Còn trong này là xi măng quần đây bộ là trò. Thế phải che thế này thì nó mới không ướt xi măng được. Đấy. Cố gắng là ấy nhanh nhanh đi bảo cái đội đến ấy, đến làm này đi, xong rồi bắt đầu làm móng. Nhớ là làm cái móng này cao nhá. Ủa lúc móng che này xiêm gì nhá. Phải làm cái mà, sập làm cao một chút, cao một chút thì nhà mình mới đẹp được, còn làm thấp quá nó không ổn. Còn mấy nữa là chỗ này cũng phải đập hết đúng không? Trồng được tà đúng không? Nên trồng trồng cái khoảng mấy nít, trồng khoảng mấy nít là tôi trồng được một tô lồng một tô, một trồng được tô lồng một tô. Nhìn cái này nguy hiểm quá, không biết là nó có rơi không, cẩn thận nhá. Trống tẻ thì bong nổ đấy. Đoạn đấy là chỉ đập tí là cái bước này nó rơi ngay. Đấy, nói chung là các bác phải chỗ đoạn này nó phải làm ra thì cái nhà của bé Nô nó mới rộng ra một chút. Còn không nếu mà làm thì cái đoạn là bên ngoài hành lang của nhà bé Nô ấy nó chỉ còn tầm khoảng được 20 cm, tầm khoảng 1 mét thôi. Thế nên là rất là hẹp. Phải kéo sâu vào trong cái bức tường này cho nó nhà nó mới thoáng được. Thế nên là phải bắt buộc là phải khoan những cái bức đá này ra. Tại vì nhà của anh lúa này là cũng không có đất ở đâu đẹp nữa, chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Thế nhà anh lúa là ăn uống cái gì đây? Xem à. Ăn rau chua thôi à? À. Giúp các bác thợ ăn bằng rau chua vẫn là mẻ mén à, vẫn nó mỏ mông à, vẫn mỏ mông thôi các bác, vẫn mẻ mén này. Đấy, tiếp mọi người ăn như này, mọi người sang giúp ăn này làm sao có sức được. Đây vẫn rau chua rồi, không có thịt đâu các bác. Đấy, nước còn nhà mình có về không cho để sau vẫn lò rồi. Đây là nên là lò mà nó to nó sâu nó ta sâu à chắc là sâu là lỗi à cũng là sâu là lỗi ta sâu. Đấy các bác ghê quá, nhưng mà tự tại vì là cháu Linh nhìn cái vẻ mặt của anh lúa này cháu vẫn sợ. Đấy, thực sự ghê quá. Thế bôi thuốc vào chưa, blanh chua thế đâu blanh à blanh thì cho có bút tiền tí ta. Ghê quá. Thế ba cậu này hôm nay có đi học không? Hả? Nó đi một cơn tăng mùa? À, cũng trời mưa cái là cũng nghỉ học luôn, cũng không đi học giống như bé Nô các bác. Đây là học lớp 2 nhỉ đúng không? Học gì trời? Học lớp 1 á? Tên là gì? Sùng à? Hôm nọ anh Linh phát chăn kia Sùng có được chăn không? Không được á? Hôm nọ phát ở dưới điểm trường này. Có được không? Nếu tôi phải bản lên trẻ táo rồi mà. Được cái gì?
Còn đây là bé này, thế là học cùng lớp với nhau, à, nô hết à? Nên cổng cậy sủa. Học chung một lớp với các bác. Đấy. Đây là em gái của nô. Hì, cười lên. Định cười mà nhưng không cười các bác. Đấy, còn đây, nhìn giống nhau hết nhỉ, nhìn giống nhau hết. Thế là cả bốn người này học cùng nhau một lớp à nô? Em này là học lớp mấy tuổi? Năm tuổi à? Thế là nô học lớp 1. Thế là ba anh em đây là chung một lớp. Thế là chỗ này, khu này là toàn đi học muộn đấy nhá. Một cận đang lì thôi nhá. Nó chỉ bút một cận đang lì chả? Không cho đi học à? Năm tuổi nhưng mà các cô bảo bé quá, không chăm được. Thế là gà của nhà Mino là để đây à? Còn đúng ba con gà này các bác. Đấy. Gà giống thì để đây. Để con đi các bác. Thấy cái đoạn mà các bác cũng biết là cái đoạn mà giường ngủ ở chỗ nhà bé nô đây. Thấy gia đình ngủ cũng chỉ che bằng những cái tấm mà ván này. Gió thổi vào thì rất là lạnh, tại vì chỗ nhà bé nô này cũng ở gần cái khu vực mà nó có gió rất là mạnh. Sáng nay thì mưa rất là to, hiện tại buổi chiều ngày nay thì thời tiết nó rất là đẹp rồi. Hôm trước thì cũng có vài bác hỏi Mỹ Linh là tại sao mà gia đình chặt cây mà không chặt hết từ cái gốc cây dưới này. Nói sao chỉ chặt đây, tại vì các bác cũng biết là cái gốc cây này là không phải của nhà bé nô mà lại là một của một chủ khác. Thế nên là cái chủ đó người ta tự chặt nên là cũng không thể nói được. Nói ra là phải đập đi từng ly từng tí ra các bác để mới đập được cái tảng đá này nó rơi xuống được. Đây các bác xem. Đấy. Nhưng mà thực sự là cũng khâm phục bà con ở trên vùng cao này. Cũng không cần phải máy móc mấy đâu, chỉ cần cái búa thôi là những cái tảng đá là cũng đập được hết. Ôi dồi ôi. Ôi tảng đá to chưa. Chỉ sợ là bốn trái à, bốn trái chẳng nên ở hàng là thằng này bông lò bông à, chỉ bông lò. Ờ, nì mua bao giờ chảnh bẻ rồi. Có nghĩa là bị mấy cái viên đá nó mắc ở kia. Nguy hiểm quá. Chỉ sợ là hai anh này là ấy cái này xuống bỏ những cái đá mà chèn ở giữa xong thì tự dưng cái tảng này nó đổ hết xuống thì các bác nhìn cũng rất là nguy hiểm. Ui dồi. Đấy các bác ạ, phải cần những góc phim mà đứng từ trên cao qua cho các bác. Cháu Linh phải hy sinh và trèo lên đây bấu hết cả vào cứt gà. Bây giờ phải xuống rửa tay á. Ui dồi, dậy trơn quá. Nôi nôi nôi. Múc anh cho anh ít nước à. Đấy, múc cho anh Linh ít nước để anh Linh rửa tay à. Bấu vào cứt gà nhà nô rồi. Có dầu rửa không? Thấy đổ đi. Rồi. Giờ này nô có mai có ra nhà anh Linh chơi không? Hả? Lâu lắm rồi không ra nhà anh Linh chơi rồi các bác. Đợt trước là nô hay ra nhà cháu Linh chơi á. Đợt này là nhà bé nô đang làm nhà, thế nên là cũng không thể ra chỗ nhà Mỹ Linh chơi được. Anh Lúa ơi, chắc là em vào em cho quà xong rồi, chắc em xin phép gia đình về đây. Thôi chào nô với cả anh Lúa nhá, đi về đây.
cân đủ là tua đâu? Thầy tôi sẽ thế thì tí gọi điện luôn, gọi điện luôn báo người ta có làm không, không làm thì anh đi thuê, đi thuê người khác luôn. Đấy, đi tìm người khác luôn, đi tìm người khác đi làm nhanh để mình trước Tết để mình còn có nhà ở. Thì trước Tết phải có nhà ở. Bây giờ gần 2 tuần rồi các bác, cái anh có cái máy khoan đá, anh không đến làm, anh cứ bảo cứ để đấy anh khác đến. Nhưng bây giờ còn nhiều người khác có máy khoan mà có phải mỗi ông đấy có đâu. Thế nên mình cố gắng là đi kiếm nhanh nhanh, không để trước Tết làm xong đi, không là mấy nữa đến Tết là anh nhà anh không có nhà để ở đâu ấy. Là lại phải cứ thích ở bạt này, là mưa to gió lớn. Mấy ngày nay mưa nô có sợ không? Chai buồn chai? Chai. Sợ à? Lạnh như thế này với lạnh đúng không? Đấy nhá, cô Huyền lấy quần áo đến rồi, nhớ lấy quần áo đến mặc vào nhá. Na so nhá. Đấy, thôi anh Linh đi về đây. Thôi chào anh Lúa với cả bé Nô nhá. Anh Linh đi về nhá. Thôi, nhớ nhá. Này, mình chỉ mua mày. Ừ. Chị rồi thôi, em... chào mọi người nhá, bye bye nhá. Ừ. Thế thì vừa rồi thì các bác cũng được cháu Linh đưa tất cả các bác quay trở lại gia đình của nhà bé Đô. Thì hôm nay cháu Linh vào thì cũng trao những cái phần quà của cô Huyền Phạm ở Hà Nội cho gia đình nhà bé Nô xong rồi. Thì một lần nữa cháu Linh cũng thay mặt gia đình của bé Nô gửi lời cảm ơn đến cô Huyền Phạm và cảm ơn quý cô bác Mạnh Thường Quân, quý vị khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo My Linh em một phát triển hơn. Các bác mà quan tâm đến gia đình nhà bé Nô thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Thảo My Linh em một phát triển hơn. Những mỗi cái lượt mỗi những lượt xem của các bác ấy thì là một cái động lực cho cháu Linh tiếp tục vào trong những thôn bản để tiếp tục ủng hộ cho những bà con đây, cầu nối giúp bà con nghèo, thoát nghèo, chạm được đến trái tim của những cô bác Mạnh Thường Quân, ủng hộ và giúp đỡ đến những gia đình đó. Các bác cũng rất là thông cảm cho My Linh. Đợt này là My Linh cũng đang làm những cái chương trình thiện nguyện cộng đồng cho những các em nhỏ ở những điểm trường ấy. Thế nên là cũng những cái hoàn cảnh cháu Linh cũng không thể vào được. Thế nên là mong là các bác thông cảm và để qua hết tuần này thì cháu Linh sẽ vào những cái hoàn cảnh khác để quay lên cho các bác xem. Và các bác thấy hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh cho cháu Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo My Linh.